Số 7 rồi. Đến 11, đến 12. Sao gần thế? Tự giới thiệu ra nào. Tôi là sư diệu. Hôm nay tôi xin nói cho tôi là Hoàng Thị Trúc. Hôm nay tôi sẽ đến đây là chương trình Thật Trường Phi. Hay là hôm nay tôi là ở Hà Nam, tôi từ Hà Đông, ở nhà dưới quê của ba Cương, ông Hà. Tôi đang như mọi thứ mọi người. Buổi tối hôm nay chúng tôi sẽ biểu diễn cho mọi người. Hôm nay của tôi sẽ nhớ mọi người thế nào? Nhớ mọi người. Nhớ không? Như thế nào? Nhớ như thế nào? Nhớ mọi người nào? Gia đình của chúng ta. Hết rồi à? Vâng. Bây giờ đến được Omama thật quá. Của chú Cương. Omama của chú. Omama là ai? Một con sói của mình. Ô ma của chú á? Thôi chú không nói ô ma nữa. Ghê lắm. Như trong mơ thì ma. Trong mơ thì chú cứ nói ô ma. Nó đi nó lại cái đấy. Ba cộng ba không mấy? Ba cộng ba. Ngón tay đâu? Ba. Hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho mọi người. Đây là ba cộng ba đồng mấy? Ba đây. Thế. Thế 4 cộng 5 bằng mấy? 4 à? 9. Hôm nay chúng tôi sẽ dạy cho mọi người 3 cộng 5 bằng tất cả. 2 cộng 2 bằng mấy? 4.